Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên trong chiếc tăm nước của hãng Panasonic. Đây là chiếc tăm nước di động, tức là trong này tích hợp pin. Nó có nhiệm vụ là phun tia nước với áp lực cao để làm sạch các cái kẽ răng. Ở dưới này các bạn thấy có hộp tiếp nước này. Để tháo ra thì chúng ta sẽ rút cái hộp này ra. Vòi này sẽ hút nước dẫn lên phần động cơ máy bơm. Có hai con ốc bốn cạnh ở phía dưới. Các bạn dùng vặn vít bốn cạnh để tháo hai con ốc đó. Sau đó các bạn sẽ tách mở cái nắp phía dưới ra và chúng ta sẽ quan sát thấy bên trong. Dưới đáy chính là cuộn dây cảm ứng dành cho chức năng sạc không dây. Cái này thì các bạn sẽ không tháo ra ở dưới được nhé, chúng ta sẽ phải tháo bên trên tiếp tục. Các bạn cậy cái nắp này ra, để ý ở phía dưới phần trên này sẽ có một con ốc, cũng là ốc bốn cạnh. Các bạn tháo con ốc này. Cái cụm này là cái cụm để các bạn bơm bọt khí khi mà phun nước ra ngoài đấy, đây là chức năng bơm bọt khí. Rồi chúng ta có thể tách cái phần máy bơm này ra. Nó sẽ bơm không khí khi các bạn dùng chức năng tăm nước bọt khí. Và sau đó các bạn nhấc được cái nắp. Tất cả các cái nắp này đều có gioăng cao su để chống nước nhé. Các cái vòi nước này các bạn có thể rút ra sau lại cắm lại được để sử dụng bình thường. Đây là phần nắp bảo vệ phía trên. Tất cả đều có gioăng cao su hết. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái thân máy ra. Các bạn đẩy từ dưới lên, đẩy nhẹ nhàng, sau đó rút từ từ là chúng ta sẽ có toàn bộ bên trong của chiếc tăm nước này. Đây là phần vỏ thôi. Tại đây các bạn sẽ quan sát thấy có motor này để tạo ra cái không khí khi mà dùng chức năng bọt khí. Motor này sẽ làm cái máy bơm khí này quay và bơm không khí vào trong cái dòng nước chảy ra. Và chúng ta sẽ có một cái motor ở dưới để bơm nước ra ngoài. Đây là phần bo mạch. Bo mạch này sẽ có vi xử lý để điều khiển quá trình sạc pin này, rồi điều khiển quá trình đóng mở, tắt máy hoặc là chức năng bơm khí vào. Đây là phần motor để tạo bọt khí này. Còn cái phần motor máy bơm ấy nó ở dưới này. Đây cái phần trong nhựa này, nó không nhìn thấy. Ở phía dưới các bạn nhìn thấy hai viên pin. Đây là pin sạc ạ. Cũng của hãng Panasonic, chúng ta có thể tháo ra dễ dàng được. Đây là pin LiMH dung lượng 1100 mAh, kích cỡ thì tương đương như cái pin tiểu đấy, hai chữ A. Bạn tháo được cả hai viên ra. Thì phần trên của hai viên pin này chính là cái motor của máy bơm nước. Hai viên pin này giống hệt nhau, trông cũng khá là lạ đấy. Tất nhiên các bạn có thể thay pin khác tương đương vào được. Đây là cấu tạo bên trong của chiếc tăm nước Panasonic. Thì với cấu tạo này các bạn để ý là khi sử dụng chúng ta cố gắng ngậm miệng để nước không bị bắn ra ngoài. Vì bắn ra ngoài có thể rơi vào trong này và gây hỏng mạch ở phía trong. Đấy là lưu ý khi sử dụng tăm nước mà chạy pin. Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu cấu tạo bên trong của chiếc tăm nước Panasonic. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.